Đó là tiêu mà. Nguyên chất 100% đậu nành chọn lọc, pha mi, ngon sánh mịn, uống không ngừng. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương với thành phần thảo dược vitamin E và muối giúp rửa sạch nhẹ nhàng, khử mùi, ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa cho bạn những đường tim hấp dẫn và tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ Hương giúp phụ nữ thêm tự tin và hấp dẫn. Bí quyết giúp mình cộng nhiều hơn cho con chính là sữa cô gái Hà Lan cộng. Mẹ xem lên cao chứ này. Có sữa cô gái Hà Lan cộng, con mà khỏe ghê. Yeah! 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 Nhờ sữa cô gái Hà Lan cộng, con thông minh quá. Có được nguyên cộng này mẹ. Đồ phá mới thế hệ sữa cô gái Hà Lan cộng với Colin Chorin cộng cho con nhiều lợi ích. Sữa cộng cộng nhiều hơn cho con. Hãy tham gia chương trình Triệu Phú Tin Nhắn cùng Vinaphone. Chỉ cần soạn Go gửi 96 96 để có cơ hội trúng 30 triệu đồng tiền mặt mỗi ngày. Nhắn tin càng nhiều càng dễ trúng thưởng. Chương trình kéo dài trong 90 ngày liên tiếp. Cảnh đẹp thế này làm em nhớ lại lúc mới quen. Lúc đó anh còn tặng hoa cho em nữa. Ồ. À. Bây giờ thì em nhớ vì sao em chọn anh và vì sao em dùng Comfort sáng tạo mới rồi. Comfort sáng tạo này chứa hàng triệu hạt lưu hương cho hương thơm tinh tế bền lâu. Sự lãng mạn của anh vẫn còn nguyên, bền lâu như hương thơm của Comfort vậy. Comfort sáng tạo mới với hàng triệu hạt lưu hương, hương thơm tinh tế bền lâu. Instant ramen là Nhật Bản đầu tiên được làm ra. Vi Phong tự hào là thương hiệu Tiên Phong sản xuất mì ăn liền. Mì ngon ngon, không phẩm màu tổng hợp. Với sợi mì dai mướt, được bổ sung khoai tây, nước cốt thịt tôm đậm đà, cho tô mì ngon ngon, thật thơm ngon, hấp dẫn. ありがとうございます. Gongong wa hanafu chou miyou wo shiyou shite masen. Mì ngon ngon, không phẩm màu tổng hợp. Vi Phong. Chúng ta đang đến với vòng chơi dành cho thí sinh tại hiện trường. Và trò chơi hôm nay sẽ là trò chơi ghép hình thép dày mà kẻ hoa sen. Chúng ta có hai đội để tham gia. Đó là đội nắng vàng và đội tiếng vàng. Chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi nhanh lên các bạn. Hai đội, các thành viên của hai đội sẽ bị buộc chân lại và chúng ta sẽ di chuyển rất là khó khăn. Nhanh lên, chuyển nhanh lên. Rồi chạy về, chuyển nhanh về các bạn ơi. Nhanh lên. Nhanh lên, ta vỗ tay, vỗ vỗ tay rồi. Hai đội rất cố gắng. Rồi. Nhanh lên. Đội nắng vàng hay chuyến vàng? Chúng ta đang đến trò chơi dành cho hai đội nắng vàng và chuyến vàng. Nhanh lên các bạn, nhanh lên. Còn mấy mạnh ghép nữa. Rồi, không mạnh lên. Rồi, nhanh lên. Đội lên mạnh lên nào. Vỗ vỗ cho hai đội. Trời ơi, đến rồi, bắt ớt rồi. Nhanh lên, trời ơi. Rồi, nhảy lên. Nhanh lên. Rồi, về đi, nhanh lên. Rồi, trời ơi, chữ gì đây? Không biết chữ gì luôn. Đội chiến thắng là đội nào? Chiến thắng đó là đội kiến vàng. Xin chúc mừng đội kiến vàng hết giày mà kẻ hoa sen. Chúng tôi xin mời đại diện của hai đội sẽ tặng quà cho từng thành viên mỗi đội. Từng thành viên mỗi đội sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ. Một lần nữa xin chúc mừng đội nắng vàng và kiến vàng. Chúng tôi xin đồng kính mời ông Lê Văn Nhân, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, xin trao 1.500.000 đồng cho đội nắng vàng và đội kiến vàng sẽ nhận được 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng hai đội. Quý vị thân mến, vòng 1 đã trôi qua một cách hết sức là căng thẳng và quan trọng, gia đình đã có nhiều niềm tin hơn nữa để chúng ta tiếp tục vòng 2 của chương trình Vượt Lên Chính Mình để xóa tiếp 2.500.000 đồng còn lại. Ở vòng 2 này nhiệm vụ lại khó khăn hơn nữa. Gia đình có nhiệm vụ là đan rổ và gài những cái kẽm vào rổ trong vòng phút 30 giây.
Bá Thắng có nhiệm vụ đem những cây nang này đem qua cho em Yến. Em Yến sẽ đan vào cái rổ đó. Rồi em cầm cái mặt rổ đó chạy qua đây. Gia đình sẽ nẹp rổ vào và cuối cùng trong vòng phút 30 giây. Chúng tôi muốn thấy hai cái rổ được đan như thế này. Hai cái rổ được hoàn thiện như thế này cũng là rất khó khăn nha. Rồi tất cả hãy nỗ lực hơn nữa bởi vì vòng 2 khó khăn hơn nhiều. Xin mời Bá Thắng kiểm tra đồng hồ cho Quyền Linh. Rồi, không, không, không. Không, không, không. Tất cả sẵn sàng. 1 phút 30 giây để đan hai cái rổ. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu, đồng hồ đã chạy. Nhanh lên Bá Thắng. Chúng ta vỗ tay lớn lên nào quý vị. Vỗ tay lớn lên để khởi động cho Bá Thắng. Vỗ lên nào, vỗ lên. Vỗ lên. Mặc dù trời rất nóng nhưng chúng ta cố gắng làm nhanh lên thế nhé. Hai cái rổ hoàn thành trong vòng 1 phút 30 giây. Không biết thời gian có được hay không. Nhanh lên, cố gắng lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên. Rồi Bá Thắng còn việc gì để làm không? Còn việc gì để làm không? Thủ đi, thủ đắp cái rổ ra vào. Rồi. Thủ đắp cái rổ ra. Nhanh lên chút xíu một người. Nhanh lên chút xíu, còn rất là nhiều cổng ở đây nè. Còn chậm lắm, chậm lắm. Đồng hồ đã gần đến 1 phút rồi. Chúng ta vẫn còn rất ít thời gian mà công việc còn rất nhiều, còn rất nhiều. Rồi Bá Thắng cố gắng chút xô nhanh chút xíu nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. Yến ơi, nhanh lên Yến ơi. Nhanh lên Yến. Nhanh lên. Chúng ta còn 3 thời gian nữa. Cố lên chút xíu nữa. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Ở vòng thi này rất là khó. Bởi vì trời nắng rồi lá rất khô lá. Khó mà chúng ta đúng như kế hoạch và dự định. 1 phút 30 giây quả là đã là rất là nhanh. Bây giờ thì công việc cuối cùng của cô đang làm đó là cắt. Nhanh lên nữa lên, Bá Thắng cắt về phụ đi. Cắt phụ đi Bá Thắng, đường Bá Thắng cắt cho. Cô cắt lâu quá. Nhanh lên Bá Thắng, nhanh lên. Đúng rồi, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Rồi, nhanh lên. Thôi được rồi, chạy đi, chạy đi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, làm cái gì đi, được rồi, vậy đó. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên nữa, nhanh lên, rồi, chạy, chạy đi, chạy đi. Chạy. Nhanh lên. Chạy qua đây, được rồi, được rồi. Rồi, để luôn đi. Rồi, bấm đồng hồ lại rồi. Trời ơi, đẹp quá. Rồi gia đình qua đây. À, kính thưa quý vị, như vậy là gia đình đã hoàn thành được hai cái rổ. Tuy nó không được đẹp như cái rổ đã làm, nhưng mà không sao, bởi vì 1 phút 30 giây cũng rất khó khăn. Gia đình đã cố gắng, sức khỏe của cô Nhàn cũng khó khăn. Bây giờ thì còn cái việc nữa, ta sẽ kiểm tra đồng hồ xem là gia đình có vượt qua 1 phút 30 giây không. Rồi, ai sẽ đọc đồng hồ đây ạ? Ai? Rồi ai đặt đâu, ai? Rồi đứng lên con, đứng lên. Đọc lớn lên nha. 2 phút 7 giây. 2 phút 7 giây, kính thưa quý vị, chính xác là như vậy. Đồng hồ đã vượt quá thời gian 2 phút 7 giây. Chúng tôi rất tiếc phải nói điều này. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận thất bại. Chấp nhận thất bại để chúng ta cố gắng nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Thành thật chia buồn, và ngay bây giờ có lẽ rằng gia đình của cô chú Nhàn sẽ được tiếp tục bước vào vòng cấp 4. Hy vọng ở vòng cấp 4 cô và chú sẽ gặp thật nhiều may mắn. Virotocool với vitamin B6, glofenyramin maleat trị mỏi mắt, đỏ mắt, ngứa mắt. Virotocool thật mát lạnh. Không dùng Virotocool cho người bị tăng nhãn áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sinh ra từ khoai tây, hòa quyện với lòng đỏ trứng, đắm mình trong nước cốt từ thịt và xương. Omachi càng đậm đà, hấp dẫn. Omachi mới, sức hấp dẫn không thể chối từ. Chẳng bé nào chịu nằm yên khi thay tã. Với tã quân Husky Scribe mới, thật dễ mặc. Bé sẽ tha hồ chơi đùa khám phá mà không lo bị gián đoạn. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để vươn lên. Đằng sau mỗi thành công là những người bạn đồng hành. Đằng sau mỗi gia đình hạnh phúc là người nội trợ khéo léo. Hãy chuẩn bị cho mỗi ngày mới với sự chọn lựa ưa chuộng của gia đình Việt.
Mì Hảo Hảo với nhiều hương vị độc đáo để phục vụ bữa ăn ngon tuyệt vời. Hảo Hảo là chọn lựa của khắp mọi nhà. Mì Hảo Hảo phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Bí quyết giúp mình cộng nhiều hơn cho con chính là sữa cô gái Hà Lan cộng. Mẹ xem lên cao chứ này. Có sữa cô gái Hà Lan cộng, con bà khỏe ghê. Nhờ sữa cô gái Hà Lan cộng, con thông minh quá. Con được nguyên cộng nè mẹ. Đột phá mới thế hệ sữa cô gái Hà Lan cộng với Colin Torin cộng cho con nhiều lợi ích. Sữa cộng cộng nhiều hơn cho con. Hôm nay bạn ở trong căn nhà tiết kiệm năng lượng, mai sau bạn có thể tận hưởng một thế giới tươi mát hơn. Hôm nay bạn sử dụng giấy ít tốn nguyên liệu, mai sau bạn có thể chiêm ngưỡng những vùng đất xanh tươi hơn. Hôm nay bạn chọn sống trong ngôi nhà bền vững, mai sau con cái bạn sẽ thừa hưởng chính nguồn tài nguyên thiên nhiên bạn đã từng có. Luôn sáng tạo và phát triển cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Giá trị sinh thái từ tập đoàn SCG. SCG Eco Value. Diệu kỳ đầy cream ôi, lâu đời tay tay bay, kỳ ngọc kè nói nhoi, bánh nhân kem tuyệt vời, biết bao nhiêu bạn bè bên cream ôi. Cream ôi, giòn bánh sánh kem thật là thèm. Sao chúng mình tới đây hoài vậy ta? Vì mê món xào thôi sao? Chú ơi, món xào của chú có bí quyết gì vậy? Rất dễ, cứ xào rau bình thường, gần xong cho dầu hào Maggi vào, khỏi thêm gia vị khác, món xào sẽ thơm ngon, sáng bóng. Ồ, em hả? Nhất vợ, từ giờ có đi nhà. Đã xào phải có dầu hào Maggi. Xây bánh, nếm kem, chấm sữa. Giá chỉ 2.500 đồng. Chỉ có Oreo. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thức ăn của tớ sẽ làm cho tớ lớn cao. Thức ăn của tớ làm cho tớ cao hơn cả cao. Hai đứa uống sữa giống nhau mà. Mang các dưỡng chất thiết yếu như sữa bột Nestle gấu nhưng tiện lợi hơn. Nay đã có sữa tinh trùng Nestle gấu mới. Áo bám đầy bẩn và hôi thế này, bột giặt mình dùng có giặt sạch không? Sớm hoa toa mới với hàng trừ bọt Oxyliti không chỉ giúp giặt sạch bẩn mà còn sạch cả mùi hôi. Sốt mới, sạch bẩn và sạch mùi hôi. Mẹ e ngại nhiều hiểm nguy cho sức khỏe của con. Well Nutrition Hoa Kỳ nghiên cứu và phát triển sữa tiệt trùng dinh dưỡng Well Rogon Nutrition với hệ miễn dịch Immuno Power System. Well Rogon Nutrition cho bé yêu dưỡng chất miễn dịch. Khơi tỉnh táo tiếp sức mạnh, nước tăng lực lồng đỏ có chứa taurin, inositol và vitamin B. Tăng lực gồng đỏ. Tận hưởng thế giới giải trí cực đỉnh Samsung Galaxy Young Power Rising giá chỉ 3.390.000 đồng. Sữa Vinamilk bổ sung vi chất mới với công thức ADM cộng giúp bé phát triển chiều cao và tăng cường thị lực. Vinamilk. Tận hưởng thế giới mạng xã hội trước đã. Samsung Galaxy Young Power by Z giá chỉ 3.390.000 đồng. Instant ramen là Nhật Bản đầu tiên được làm ra. Vi Phong tự hào là thương hiệu tiên phong sản xuất mì ăn liền. Mì ngon ngon, không phẩm màu tổng hợp. Với sợi mì dai mướt, được bổ sung khoai tây, nước cốt thịt tôm đậm đà, cho tô mì ngon ngon, thật thơm ngon, hấp dẫn. Arigatou gozaimasu. Gongon wa hanafuchomiryou wo shiyoushitemasen. Mì ngon ngon, không phẩm màu tổng hợp. Vi Phong. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Nay tặng thêm hộp giấy trị giá đến 50.000 đồng khi mua sữa bột Dutch Lady Girl hoặc Dutch Lady. Sữa cộng, cộng thông minh cho con, cộng 50.000 đồng cho mẹ. Bộ tứ dưỡng chất mới, năm hương vị mới tuyệt vời, bao bì sang trọng mới.